Xin chào tất cả các em, cô tên là Thúy Quỳnh. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về môn tiếng Việt lớp 5 tuần 29 nam và nữ. Chúng ta sẽ có hai phần, phần 1 đọc hiểu và phần 2 luyện tập. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần 1 đọc hiểu. Em hãy đọc bài Một vụ đám tàu trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2, trang 108 và trả lời câu hỏi sau. Câu 1. Mario và Julieta quen nhau ở đâu? Câu A, quen nhau trên chiếc tàu hỏa rời thành phố Liverpool. B, quen nhau trong một khu ngoại ô ở thành phố. C, quen nhau trên một chiếc tàu thủy rời thành phố Liverpool. D, quen nhau trên một chiếc du thuyền đang dạo chơi đi du lịch trong vùng vịnh. Và ở đây đáp án đúng sẽ là câu C, quen nhau trên một chiếc tàu thủy rời thành phố Liverpool. Câu 2, Julieta đã làm gì khi Mario bị thương? A, hốt hoảng chạy đi tìm người đến cứu nạn. B, hốt hoảng chạy lại, quỳ bên Mario, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn. C, hốt hoảng chạy lại, khóc rưng rức và ôm Mario vào lòng vì sợ bạn của mình không qua khỏi. D, hốt hoảng chạy đi tìm dụng cụ y tế băng bó vết thương cho bạn. Ở đây, đáp án đúng sẽ là câu B, hốt hoảng chạy lại, quỳ bên Mario, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn. Câu 3. Trong lúc cơn bão dữ dội và bất ngờ xuất hiện, Mario và Julieta đang làm gì? A. Hai bạn mải mê xem người ta biểu diễn ảo thuật mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. B. Hai bạn ôm cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. C. Nhảy xuống một con thuyền nhỏ rồi cố hết sức chèo thuyền vào bờ. D. Hai bạn giúp đỡ những người khác mặc áo phao rồi dìu họ xuống thuyền. Ở đây, đáp án đúng là câu B, hai bạn ôm cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Câu 4. Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Mario nói lên điều gì về cậu bé? A. Mario có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hy sinh bản thân mình. B. Mario là một cậu bé trong sáng, hồn nhiên, yêu đời, trượng nghĩa. C. Mario có trái tim nhân hậu, thấu hiểu lòng người. D. Mario là một cậu bé nóng nảy nhưng tốt bụng và trượng nghĩa. Ở đây đáp án đúng sẽ là câu A, Mario có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hy sinh bản thân mình. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần 2 luyện tập. Ở bài đầu tiên sẽ là viết lại tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng trong các câu ở cột bên trái cho đúng quy tắc đã học. Câu A, huân chương kháng chiến được nhà nước trao cho những tập thể và cá nhân tham gia kháng chiến đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Ở đây chúng ta sẽ viết hoa từ huân và từ kháng. Tiếp theo câu B. Anh Hồi giáo đã hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Thì ở đây chúng ta sẽ viết hoa từ anh và từ lao. Tiếp theo câu C. Nhiều bộ phim xuất sắc được chiếu tại Liên hoan phim Việt Nam đã giành được giải thưởng bông sen vàng. Ở đây chúng ta sẽ viết hoa từ bông và từ vàng. Tiếp theo sẽ đến với bài 2, đặt dấu chấm, chấm hỏi, chấm than cho đúng vào chỗ chấm trong mẫu chuyện sau. Các con hãy đọc mẫu chuyện điều ước dưới đây và cho cô biết là chúng ta sẽ điền các dấu gì vào 8 ô trống dưới đây nhé. Đầu tiên ở ô số 1 thì chúng ta sẽ điền một dấu chấm hỏi. Tiếp theo ở câu số 2 thì chúng ta sẽ điền vào đây là một dấu chấm. Tiếp theo đó thì ở câu 3, câu 4 thì chúng ta sẽ điền vào đây là hai dấu chấm than. Ở câu 5, chúng ta sẽ điền vào đây dấu chấm. Tiếp tục, ở câu 6 thì chúng ta sẽ điền dấu chấm than. Ở câu 7 thì chúng ta sẽ điền vào dấu chấm. Và cuối cùng là câu 8 thì chúng ta sẽ điền dấu chấm.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 3. Với mỗi nội dung dưới đây, em hãy đặt một câu và dùng dấu cho thích hợp. A. Hỏi xem gia đình bạn có mấy người. Ở đây câu A sẽ thuộc kiểu câu hỏi. Chúng ta có thể hỏi là gia đình bạn có mấy người hoặc là gia đình bạn có những ai. Xong luôn á. Câu B, kể cho bạn biết gia đình em có mấy người, thì ở đây sẽ là kiểu câu kể. Chúng ta có thể sử dụng kiểu câu kể để kể về gia đình mình như là gia đình tớ có bốn người, bố, mẹ, tớ và chị của tớ. C. Nhờ bố hoặc mẹ, anh, chị kê lại chiếc bàn học của em ở nhà là một kiểu câu cầu khiến. Thì chúng ta có thể nói là bố kê lại chiếc bàn cho con với. D. Bộc lộ sự thán phục giọng hát của người bạn gái. Ở đây là kiểu câu cảm thán. Chúng ta có thể viết thành câu là giọng hát của bạn hay quá. Câu E, thể hiện sự sung sướng, thích thú khi được ngắm một cảnh đẹp. Ở đây sẽ là kiểu câu cảm thán. Chúng ta có thể viết thành một câu. Ôi, cảnh ở đây đẹp quá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng, bài 4. Viết một đoạn văn khoảng 7 câu tả về một cây mà em yêu thích, trong đó có sử dụng phép vi từ so sánh hoặc nhân hóa để miêu tả sự vật. Thì sau đây cô sẽ có một bài văn mẫu để cho các em tham khảo. Thân cỏ vút thẳng trời 20-30 mét cao, gió bão không thể quật ngã. Búp cỏ vút dài như thanh kiếm sắc vung lên, cây non vừa trồi, lá đã xòe sát mặt đất. Lá cọ tròn xòe ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa như một rừng tay vẫy. Trưa hè lấp lóe nắng như rừng mặt trời mới mọc. Mùa xuân, chim chóc kéo về từng đàn, chỉ nghe tiếng chim hót líu lo mà không thấy bóng chim đâu.